Trong video này chúng ta sẽ cùng đi phân biệt mụn rộp sinh dục với lại sùi màu gà thông qua ba đặc trưng các bạn nhé. Thì phía bên trái này là các mụn rộp, còn phía bên phải này đây chính là mụn sùi màu gà. Thì đặc trưng thứ nhất ấy là thời gian ủ bệnh. Thì sau khi mà các bạn có quan hệ không an toàn hoặc là các bạn tiếp xúc với cái nguồn bệnh, ví dụ như là qua hôn, qua đồ dùng cá nhân vân vân, thì thời gian của bệnh mụn rộp sinh dục ấy nó ủ bệnh rất là ngắn, từ 6 đến 10 ngày là nó phát bệnh rồi. Còn sùi màu gà nó sẽ dài hơn, nó sẽ ủ bệnh từ 3 tuần cho đến 9 tháng. Cho nên là các bạn tự nghĩ lại là chúng ta đã biết được nó là cái loại gì rồi. Cái đặc trưng thứ hai là loại mụn, thì cái mụn rộp sinh dục với ban đầu nó là cái mụn nước, và ban đầu thì dịch nó trong, càng ngày thì dịch nó càng đục hơn, và sau đó thì nó bong ra, nó đóng vẩy và nó không để lại sẹo. Nó còn cái mụn sùi màu gà thì nó là mụn thịt, ban đầu thì nó nhỏ, có thể mọc riêng lẻ này hoặc là thành tổ cụ, thế nhưng mà sau dần thì nó sẽ liên kết lại với nhau và lan rộng ra thành hình mảng có dạng hình súp lơ hoặc là hình sùi màu gà. Về cảm giác thì mụn rộp sinh dục nó sẽ gây cho bạn cảm giác đau rát, nếu như bạn là bị lây vào mắt thì nó sẽ rất là rát, rát kinh khủng luôn, rát khi mà ngay khi các bạn nhìn ra ánh sáng. Thế còn mụn sùi màu gà thì nó sẽ không đau, không rát gì cả các bạn nhé. Thế thì hai cái loại này nó cũng giống nhau. Giống nhau ấy là nó cùng do cái virus HPV, nó cùng do cái virus gây lên. Thế còn cái loại virus thì nó khác nhau. Nó còn mụn rộp ấy thì là do cái virus HSV. Đấy, thì HSV nó có hai loại là HSV1 thì nó thường nó gây bệnh ở cái nửa bên trên, và đặc trưng nhất là nó hay gây bệnh ở môi, ở mắt. Đấy. Do vậy là những bạn nào mà nhiễm mà cái HSV1 ấy, mà cảm giác nhìn ra ánh sáng mà nó rát mắt ấy, là triệu chứng của nó, cái viêm giác mạc nó do cái virus HSV nó gây lên. Ngoài ra nó viêm mạng não nữa. Thế do vậy là cái loại HSV1 này nó sẽ nguy hiểm hơn. HSV2 thì nó lây ở phía bên dưới, thế nhưng mà nó vẫn có thể, tức là nó phát bệnh ở phía bên dưới cơ thể, nửa dưới cơ thể, nhưng mà nó vẫn có thể lây qua cái việc là hôn nhé. Tại vì là khi mà chúng ta bị nhiễm virus thì virus nó ở đâu đó trong cơ thể, làm sao chúng ta biết được, đúng không ạ? Đấy. Thế thì đấy là cái loại virus HSV gây mụn rộp sinh dục. Thế còn cái loại virus HPV, HSV là herpes, còn HSV là human papillomavirus, còn herpes simplex virus. Đấy, thì HPV ấy là gây ra cái bệnh là sùi màu gà. Đấy, thì sùi màu gà thì nó là mụn thịt, và chúng tôi đã nói trong rất nhiều video khác rồi, bạn có thể tìm ở trong video của kênh nhé. Nghe thì điều trị thì cái mụn rộp sinh dục ấy thì chúng ta cũng sẽ phải có cái thuốc bôi để tránh đau rát. Đó. Thế còn thuốc uống để chúng ta đào thải virus từ bên trong. Thế còn sùi màu gà ấy, thì chúng ta có cái thuốc bôi, mục đích của nó là làm cho cái lốt sùi nó rụng, và thuốc chấm ở miệng để cho cái mụn sùi ở lưỡi miệng nó rụng, và chúng ta cũng có cái thuốc đào thải virus hay là uống như này. Đó. Thì các bạn có cái quan tâm tới cái thuốc đông y trị sùi màu gà cũng như là trị mụn rộp sinh dục thì liên hệ chúng tôi qua số Zalo 0839 336 658 hoặc là số Zalo 0981 918 651 các bạn nhé. Thì trong thời gian rất nhiều năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã chữa khỏi cho nhiều bệnh nhân. Tất nhiên là không phải ai cũng khỏi đâu, nhưng mà trên 90% các bệnh nhân sẽ khỏi. Những bệnh nhân nào mà trẻ khỏe thì nó thời gian chữa nhanh, còn bệnh nhân nào mà có cái cơ địa dị ứng hoặc là cơ địa nóng trong thì thời gian chữa sẽ lâu hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.